tiên các bạn vào menu của máy. Rồi tiếp theo, để fit giấy thì các bạn vào media setting nha. Rồi nhấn enter này, để vào này. Ok. Rồi tiếp theo các bạn di chuyển xuống. Di chuyển xuống sensor calibration. Mục sensor calibration nha. Enter vào. Rồi vào perform calibration này. Enter vào đây để fit đổi giấy. Rồi các bạn bấm chết nhé, để nó hỏi người ta hỏi mình tròn chết. Rồi đầu tiên mình làm theo hướng dẫn trên này, nó báo là remove label thì mình sẽ tháo giấy ra. Đây các bạn bỏ giấy hẳn ra luôn nha, bỏ hẳn giấy ra rồi đóng lại xuống nha. Rồi tiếp theo các bạn bấm EC. Rồi làm theo hướng dẫn nha các bạn. Tiếp theo là scan basking. Thì mình sẽ lúc mà nói máy báo về mình sẽ tháo cái này ra, mình chỉ tháo cho các bạn tháo ra, chỉ bỏ một lớp đế ở đây thôi. Đây các bạn tháo ra nha, mình chỉ cần chỉ giấy điều này để giấy thôi. Rồi gắn vào. Đây các bạn lưu ý, đây là có một con sensor con mắt của nó này. Các bạn nhớ là cho cái này vào này. Đây có con mắt của nó nha. Các bạn cho cái vùng giấy đi qua con mắt này, vùng mình đã lột giấy đi qua con mắt. Rồi đóng lại xuống. Rồi, tiếp theo các bạn nhấn nút ESC. Rồi. Scan paper thì các bạn bỏ giấy vào. Rồi các bạn kéo giấy, kéo vị trí mặt giấy nè, các bạn nhìn mặt giấy đi qua vị trí của con cảm biến. Rồi nó lên xuống. Rồi ok, vậy là quá trình mình calibrate giấy bằng tay đã hoàn thành. Đây là cái bước calibrate giấy bằng tay nha các bạn. Thường thường máy nó sẽ calibrate giấy tự động, mà còn nếu trường hợp mà không hiểu thì mình phải calibrate giấy bằng tay, thì mình làm theo cách này. Ok, để mình xích giấy cho các bạn xem nha. Rồi nhấn xích, nó giấy chạy ra. Ok, nó giấy chạy ra từng tờ này, chạy ra đúng gáp này, để cho mình dễ xé này. Đó các bạn thấy không? Vậy là máy đã hiểu giấy. Đây là cái quá trình giấy calibrate giấy bằng tay. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi thắc mắc hay những cần các bạn không thể làm được thì các bạn có thể liên hệ với phòng kỹ thuật của công ty Thế giới bảo mật để được hướng dẫn. Xin cảm ơn các bạn.